Hennie mua quà khủng tặng mẹ dịp 8 tháng 3, xúc động khi biết ý nghĩa đằng sau. Chuẩn bị đến ngày lễ dành cho người phụ nữ, Hennie cũng đã nhanh chóng lên kế hoạch tặng quà cho đấng xưng thành của mình. Khi kinh tế phần nào ổn định, Hennie bắt đầu tặng cho mẹ những điều mà trước đây bà đã hy sinh cho tương lai của con. Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là ngày mà mọi người đều thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ một nửa thế giới. Đây cũng là dịp để tất cả thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Không chỉ có các sao Việt khoe quà mà nhiều nghệ sĩ từ sớm đã lên kế hoạch dành tặng những điều bất ngờ cho người thân của họ. Mới đây nhất trên trang Instagram, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 Hennie đã khoe hình ảnh hai sợi dây chuyền vàng cực hoành tráng. Được biết, đây là những món nữ trang đang trong tầm ngắm quà tặng của cô cho mẹ vào ngày lễ sắp tới. Cụ thể, người đẹp gốc Đắk Lắk chia sẻ, mẹ Hen từng lấy dây chuyền trên cổ đem bán để con có tiền vào Sài Gòn học. 8 tháng 3 suy nghĩ quà tặng mẹ và con gái thấy cái này hợp lý nhất, yêu mẹ. Có lẽ khoảnh khắc mẹ đem bán món trang sức quý giá để Hennie có đủ hành trang và một mảnh đất vùng hoa học tập đã ăn sâu vào tâm trí người đẹp. Việc tặng đúng món quà mà mẹ từng bán đi như thế này như cách để cô đền đáp lại những điều mà đấng xinh thành đã hy sinh cho mình. Đồng thời, sợi dây chuyền vàng này e rằng cũng là món quà giá trị nhất mà cô tặng phụ huynh. Bởi lẽ sau đăng quang, cô dùng hết số tiền thưởng mình nhận được để thực hiện các dự án từ thiện giúp đỡ buôn làng, xây nhà cho cậu. Dù Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đạt được những thành tích hoạt động đáng kể trong thời gian qua, nhưng khán giả vẫn thấy được một cô gái người dân tộc bình dị như ngày nào, đến mức hiếm có mỹ nhân nào ít chú trọng đến hình ảnh vẻ ngoài như Hennie. Hennie không chỉ gây thiện cảm với người hâm mộ trong nước, mà còn có lượng fan hùng hậu ở nước ngoài nhờ vào sự giản dị chân thật. Hy vọng mẹ của người đẹp sẽ cảm thấy vui và bất ngờ khi con gái dành cho mình trong ngày lễ 8 tháng 3 sắp tới đây. Tăng cân bất thường, nam em lộ ảnh đeo kính, diện đồ kính mít đi bệnh viện phụ sản nổi tiếng. Hành tung kỳ lạ của nam em khiến cư dân mạng nghi ngờ cô đang có việc gì mờ ám. Ít tham dự hoạt động showbiz, nam em mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện gần bệnh viện phụ sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp mặc quần áo rộng thùng thình, đeo kính che mặt khá bí ẩn. Nam em bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện phụ sản. Cô ăn mặc kính đáo, kính cổng cao tường, thêm kính râm che mắt nhưng vẫn bị nhận ra. Địa điểm nam em xuất hiện là phòng khám trực thuộc bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong thành phố. Nhiều người nghi ngờ cô đến đây vì mục đích khám thai, nhưng cũng có một số người phản bác rằng cũng có khả năng nam em chỉ đơn thuần đi khám phụ khoa hoặc thăm bà bầu nào đó. Trước đó, nam em để lộ vóc dáng phì nhiêu của mình trong tiệc sinh nhật của Quế Vân, cô lại bị trêu chọc là trúng ngải heo. Giảm cân được một thời gian, thế nhưng nam em lại quay trở lại cân nặng cũ. Dù vậy, người đẹp vẫn rất vui vẻ tụ tập với các anh chị em bạn gì, không quan tâm dư luận. Trước tin đồn chuyển giới, Long Nhật từng cưới vợ Hoa Khôi, chấp nhận chồng mang hai giới tính. Không chỉ xinh đẹp hiền thục, vợ Long Nhật còn là một người phụ nữ luôn bao dung và lo nghĩ cho chồng. Những ngày gần đây, làng giải trí được dịp xôn xao bởi tin đồn Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52. Sự việc bắt đầu từ một dòng trạng thái trên trang cá nhân của nam ca sĩ, khi anh chia sẻ loạt ảnh đến một trung tâm thẩm mỹ ấp mở, lột xác điều gì đến phải đến. Những hình ảnh này thu hút sự chú ý đông đảo khán giả, ngay cả nhiều nghệ sĩ cũng thắc mắc phải chăng Long Nhật đã âm thầm đi chuyển đổi giới tính. Những hình ảnh làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ 52 tuổi phẫu thuật chuyển giới. Ở tuổi U60, Long Nhật tiếp tục khiến dư luận bán tín bán nghi sau khi lộ loạt ảnh nam ca sĩ đến một bệnh viện thẩm mỹ. Dù vướng nhiều tin đồn về giới tính, nhưng Long Nhật đã kết hôn từ năm 1999 và có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và bốn người con xinh xắn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt, bà xã của giọng ca gốc Huế là người phụ nữ, được nhiều nghệ sĩ trong giới vô cùng nể phục. Vợ Long Nhật là chị Vũ Thị Kim Ngân, sở hữu nhan sắc không quá lộng lẫy nhưng mặn mà, hiền dịu. Chị Kim Ngân còn gây ấn tượng với vóc dáng thon thả, đôi chân nụt nà dù đã qua mấy lần sinh nở. Không ngạc nhiên khi chị từng lọt top 10 cuộc thi Hoa Khôi Hải Phòng năm 1994. Mỗi lần xuất hiện bên chồng, bà xã Long Nhật luôn thu hút sự chú ý của báo giới và người hâm mộ. Xuất thân trong một gia đình khá giả ở Đức Cảng, nhưng khi về làm vợ Long Nhật, chị Kim Ngân luôn tảo tần chịu khó toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. 20 năm chung sống, chị là người phụ nữ đứng sau lưng Long Nhật, âm thầm chịu đựng mọi thị phi về chồng mình. Mỗi lần trả lời phỏng vấn về Long Nhật, chị Kim Ngân luôn ca ngợi và dành toàn lời tốt đẹp cho ông xã.
Không hiểu anh ấy ra ngoài đã làm những gì mà khiến người ta nói như vậy. Nhưng về nhà anh ấy rất hiếu thuận với bố mẹ, tôn trọng và yêu thương vợ, chiều chuộng các con. Đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng. Nếu tôi không đi thì nhất định anh ấy sẽ gọi điện về xem mẹ con muốn ăn gì để mua. Ngồi muộn với bạn bè cũng gọi về nói trước. Bố mẹ tôi cũng rất thương và chiều anh ấy. Chính vì vậy mà có thể nói là bao nhiêu bực tức của tôi đều bị xua tan khi nhìn thấy anh ấy trở về nhà. Khi được hỏi liệu cô chấp nhận khi chồng là người đàn ông mang hai giới tính, chị thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, nêu rõ quan điểm có thể hy sinh tất cả vì gia đình và các con. Cho dù như vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, không phải vì anh ấy khiến tôi yêu mù quáng, mà một phần vì hai con của tôi, các cháu rất bên bố. Bố đi vắng thì chỉ có ông bà thôi, nhưng khi bố trở về thì cả thế gian này chỉ duy nhất là bố. Tôi không bao giờ muốn các cháu bị chia cắt hay bị thiếu bố hoặc mẹ, nên tôi chấp nhận tất cả. Bố mẹ tôi cũng rất yêu quý con rể. Ông bà vẫn giữ lối suy nghĩ cổ xưa truyền thống. Dù chồng con thế nào, con cũng hãy nhìn vào hai con mà sống. Nó ra ngoài thì mặc nó, miễn là nó trở về yêu thương vợ con. Bao giờ nó hết nổi tiếng, hết chạy theo nghiệp cầm ca thì nó sẽ hết tai tiếng thôi. Bản thân Long Nhật cũng nhiều lần ca ngợi người vợ tào khang của mình và công khai dành lời cảm ơn chị đã luôn ở bên mình. Hương Giang an ủi người kế nhiệm trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới. Hương Giang đã chủ động đến an ủi đại diện Việt Nam khi không may mắn lọt top 3 trong đêm thi tài năng. Hoa hậu Hương Giang đã có những hành động thiết thực để ủng hộ đàn em Nhật Hà trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019. Những ngày qua, Hoa hậu Hương Giang đang có mặt tại Thái Lan để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 với vai trò đương kim Hoa hậu. Tối 2 tháng 3, Hương Giang xuất hiện tại đêm thi trang phục truyền thống và tài năng. Người đẹp chọn kiểu váy, cắt xẻ gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, một trong những điểm đặc biệt khiến khán giả có thiện cảm hơn với Hương Giang chính là hành động đến an ủi khi đại diện Việt Nam không may mắn lọt top 3 trong đêm thi tài năng. Hương Giang đến động viên cũng như tiếp thêm nghị lực cho đàn em Đỗ Nhật Hà. Với mối quan hệ thân thiết giữa Hương Giang và bà chủ tịch cuộc thi, khán giả đang hy vọng Nhật Hà sẽ có thêm cơ hội lặp lại kỳ tích cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp. Trước đó, trong một bài phỏng vấn khi được hỏi về vẻ đẹp của quán quân, chinh phục Hoàng Mỹ mùa đầu tiên so với mặt bằng thí sinh Miss International Queen, Hoa hậu Hương Giang cho rằng Đỗ Nhật Hà có những điểm mạnh riêng để được chọn làm ứng viên tranh vương miện năm nay. Ngoài ra, Hương Giang cũng không phủ nhận những ý kiến đánh giá Nhật Hà từ cô cho rằng tuy Nhật Hà chưa thực sự beauty queen, nhưng lại có được tổng thể khá toàn diện và thậm chí khá giống với Hương Giang tại Miss International Queen 2018. Chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 diễn ra ngày 8 tháng 3 tại Thái Lan. Hãy cùng đón xem liệu đại diện Việt Nam có giữ được chiếc vương miện danh giá này hay không nhé! Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khắp người, Lê Giang xanh mặt trên sân khấu, người chị toàn đồ giả, sợi rơi rớt tùm lum. Khi được yêu cầu thử đôi dây, nữ nghệ sĩ chia sẻ chị sợ lắm vì người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Lê Giang là một nữ nghệ sĩ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất showbiz Việt. Cô từng phát ngôn rằng, cứ gặp điều xui xẻo tôi lại muốn sửa mặt. Nữ nghệ sĩ 47 tuổi cũng cho biết đã dao kéo khắp cả người. Nữ nghệ sĩ U50 Lê Giang nghiện phẫu thuật thẩm mỹ bậc nhất showbiz Việt. Mới đây, tại một chương trình trên truyền hình Vĩnh Long mang tên Kẻ Thách Thức, khi một nữ thí sinh diễn tiết mục đu vòng trên không tiết lộ đã giảm 4kg do tập luyện, Đại Nghĩa liền nghĩ ngay đến cân nặng của đàn chị Lê Giang. Nam MC khuyên Lê Giang học siết ngay để có thân hình thon gọn. Trước sự quan tâm của đàn em, nữ nghệ sĩ tiết lộ sức khỏe của mình chỉ tập được yoga chứ không thể học siết. Đáp lại, Đại Nghĩa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, chị mà cũng yoga chị, em thấy chị vô thẩm mỹ viện nhiều hơn đó. Không phản đối, Lê Giang tiếp lời, đi tập bây giờ cực lắm, tập thời gian mà xuống lâu lắm. Để vô trong máy, nó hút rẹt rẹt một cái đi ra đẹp liền, bởi vậy bác sĩ kêu chị hoài, cứ mập là vô đây. Từ chối tập siết giảm cân, nhưng Lê Giang vẫn quyết định thử đu vòng ngay sau đó. Với sự giúp đỡ từ nam diễn viên siết Thanh Hiền, nữ giám khảo duy nhất hoàn thành phần thi tài. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống đất, Lê Giang liền chia sẻ suy nghĩ với Đại Nghĩa, chị sợ lắm cân biết sao không? Với người chị toàn đồ giả không à, sợ rơi rớt tùm lum. Nữ diễn viên khẳng định đó là sự thật. Ngay từ đầu chương trình cô đã nói, thách thức của Lê Giang là thách các bác sĩ, dám không sửa Lê Giang không?
Tuy nhiên giờ nhận được rất nhiều lời mời của các thẩm mỹ viện nhưng cô đều phải từ chối vì để còn thời gian đi quay và không thể sửa liên tục được. Mặt xưng chào bá sao đi quay được, nhưng nói nhỏ thôi, vừa đi sửa hôm qua đó, cô tâm sự hài hước. Lê Giang xuất hiện bên diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Riêng anh chàng diễn viên hài tâm sự ngày xưa bị chê xấu, phải cãi cha cãi mẹ để đi thi sân khấu. Ngoài sự chú ý về các khách mời, chương trình tối qua còn làm khán giả nghẹn ngào. Khi thí sinh Tấn Lộc, môn thăng bằng trên cao giành được chiếc vé vào vòng chung kết, sự xuất hiện đầy xúc động những giọt nước mắt từ người mẹ thứ hai của cậu bé mồ côi làm ai nấy rưng rưng.